Thưa quý vị, từ những khúc gỗ bị lũ cuốn, trôi dạt về cửa biển, một nghệ sĩ người Hội An đã biến chúng thành những tác phẩm điêu khắc mỹ thuật độc lạ, giá bán cả nghìn đô la. Chào xuân Quý Mão 2023, một bộ sưu tập mèo độc đáo được khắc, vẽ và xuất hiện tại các phòng triển lãm ở Hà Nội, gây thích thú cho người tham quan. Trong chương trình hôm nay, mời quý khán giả cùng tìm hiểu xem đàn mèo của lũ này được tạo hình ra sao, quý vị nhé! Những ngày cận Tết, xưởng đục có tên Làng Củi Lũ của ông Lê Ngọc Thuận nằm ngoài rìa phố cổ Hội An trộn rộn tiếng đục. Nhiều khách du lịch và các đoàn khách ngoại giao, truyền thông tìm tới để tận mắt chứng kiến những thanh củi hóa thân dưới từng đường đục chạm. Ông Thuận gác việc kinh doanh để mời anh em nghệ nhân ở các làng nghề, trong đó có nhiều người trẻ tập trung về xưởng đục của mình, chế tác các sản phẩm điêu khắc mỹ thuật cung cấp ra thị trường Tết. Chào đón năm Quý Mão, ông Thuận tung ra một bộ sưu tập các loài mèo mang hình dáng nét mặt ngây ngô nhưng tràn ngập sự vui vẻ, hồn nhiên. Cái ý tưởng về củi lũ thì bắt đầu từ cái câu chuyện là ngày xưa mình làm hòm tay á, thì mình cũng đã nghĩ đến cái nguyên điện là tái chế. Thì từ lúc đó thì mình những cái villa của mình đặt ở gần biển và có mô hình hòm tay cộng đồng, mình cũng nằm dọc biển ông bờ. Thì hàng năm thì mùa mưa bão nó tấp cái lượng củi vào rất là lớn. Thứ nhất là nó làm cho cái bờ biển bị xáo đi, thì mình vừa dọn sạch biển rồi mình đem cái củi nó về, rồi mình cũng nảy ra ý tưởng là nên làm một cái tác phẩm gì đó cho nó đẹp và mình để cho trong phòng. Thì khi mình làm những cái khung gương, những cái móc treo quần áo, rồi những cái vật dụng bên trong trong villa thì khách rất là thích. Thì bên đó thì mình cũng nuôi cái ý tưởng như vậy. Thì trong vòng phát triển 10 năm thì khi mà dịch nó ngưng lại á, thì tôi cũng nghĩ ra là mình cũng cần nên đẩy mạnh và phát triển cái lò nghề, đặc biệt là lò nghề cẩm kim, nhưng mà dựa trên cái câu chuyện là củi lũ. Vì từ xưa là mình đã biết cách để biến từ cái củi lũ nó ra tạo thành những cái tác phẩm nghệ thuật, nên khi kết hợp với lò nghề để tạo ra những cái điêu khắc hình tượng, tạo ra những cái con giống mà theo cái chủ đề, như là ở Việt Nam mình thì có 12 con giống, thì mình bón vào cái chủ đề đó, trong cái con giống đó thì mình tạo ra những cái bộ sưu tập. Ông Thuận là đầu bếp, kinh doanh nhà hàng ở Hội An. Thời gian Covid-19 ập đến, Thuận lang thang ra dọc sông dạo chơi và phát hiện có rất nhiều củi lũ trôi dạt về nằm tấp ở bãi cát, rồi làm thành các vật dụng trang trí. Ông mở xưởng đục, gọi anh em thợ về, rồi sưu tập các đường nét của văn hóa người Cơ Tu để đưa vào các tác phẩm. Để chào đón năm mới Quý Mão, ông Thuận sáng tạo ra một bộ sưu tập hàng chục chú mèo với đủ kích thước, tư thế khác nhau để ra mắt công chúng. Người chơi mỹ thuật không chỉ bất ngờ khi thấy những khúc gỗ vốn bị phước đi trước đó được tái sinh một cuộc đời khác đầy sinh động. Thì đây, năm này là năm Quý Mão. Thì mình có làm một cái bộ sưu tập về mèo. Thì mèo thì đặc biệt là cái văn hóa của Việt Nam mình, văn hóa phương Đông, thì người ta rất là coi trọng về cái có con giống. Đấy, con giống nó gắn liền với cái tuổi và cái năm. Tôi năm nay thì mình có ra một cái bộ sưu tập về mèo, từ những cái hình dạng khác nhau, hình thẳng đứng, rồi cái thì cam, cái thì mỗi cái, rồi tạo cho nó một cái cảm xúc, một cái đời sống mới, rồi tạo ra những cái tác phẩm mà có thể là mình giới thiệu với các trong cái triển lãm trình diễn để cho tiếp tế, giới thiệu cho các khách du lịch để cho người ta biết được cái văn hóa của mình. Để đa dạng hơn cho các tác phẩm của mình, Lê Ngọc Thuận còn mặc áo cho mèo bằng các bộ trang phục như áo dài khăn đóng có chữ phúc lộc thọ phía giữa thân, hay có những bức tượng nhìn qua tưởng chuột nhưng lại mang linh hồn mèo. Mèo dự đám cưới chuột, mèo nằm lười biếng trước những chú cá béo mũm nhẫn nhơ trước mặt. Cái sản phẩm của anh Lê Ngọc Thuận á, mình thấy nó rất là hay, rất là độc đáo luôn. Và nó là một giống như một cái hướng đi mới cho làng nghề mộc kim bồng á. Tại vì trong các làng nghề của Hậu An thì gốm Thanh Hà, rau trà quế nó được khai thác du lịch nhiều hơn. Còn mộc kim bồng thì mặc dù cũng có đó, nhưng mà mình cảm thấy là khách người ta cũng ít tới hơn. Bởi vì là hình như cái sản phẩm gỗ là nó khó mang theo, nó cồng kềnh này nọ các thứ. Nhưng mà sau mấy năm dịch thì anh Thuận anh giống như là thổi một cái luồng gió mới vào cái lò mộc kim bồng ấy. Mặc dù á, sản phẩm chính của ảnh là khai thác từ củi trôi nổi ở ngoài biển, nhưng
nó cũng có thể ứng dụng cho làng ngọc Vi Mồng. Và mình cảm nhận là sau cái sự thành công của sản phẩm của anh Thuận ấy, thì làng ngọc Vi Mồng sẽ có nhiều người làm theo đó, và mình thấy đây là một điều tốt. Về mặt nghệ thuật, thực sự là mình không có chuyên gì về nghệ thuật hết, mình chỉ là một người bình thường thôi, và mình vẽ cũng rất là xấu. Nhưng mà sau nhìn vô những cái tác phẩm đó, mình rất là thích. Thích ở chỗ là cái tạo hình của nó tự nhiên, theo đúng như cái hình thức của cái miếng gỗ mà nó sẵn có. Có nghĩa là Thuận theo cái hình thức của miếng gỗ mà làm nên tác phẩm đó, không có sự cưỡng cầu quá lớn ở đây. Và màu sắc rất là đẹp. Màu sắc đặc biệt ở đây là mọi người ở chỗ anh Thuận là người ta hình như đánh làm mài cái màu á, cho nó mờ đi, làm cho nó cũ kỹ, thì nó lại rất là phù hợp với cái sản phẩm mà đồ từ cái tái chế gỗ của ảnh. Ông Thuận cho biết trong năm 2023 sẽ đưa bộ sưu tập 12 con giáp của mình, trong đó có đàn mèo Nghê Ngô của mình, qua Italia, Đức theo lời mời của UNESCO và thành phố Hội An để quảng bá văn hóa Việt Nam.